Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên về âm thanh cổ, âm thanh đại tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả anh em có những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, ấm áp của gia đình, đặc biệt là sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trong cái mùa Covid này. Còn trong clip ngày hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em hai đôi loa đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó là AR. Thì nói về AR thì ai cũng biết rồi. Còn trong clip này thì Khôi giới thiệu với anh em cái model AR2 AX bánh bò và AR2 AX bánh tiêu. Thì mình sẽ có hai cặp để anh em cùng so sánh, cùng nhận diện, cũng như là nghe thử chất âm vào cuối clip để mình lựa chọn cho mình một đôi loa nó hợp với tai nghe của mình. Tại vì hai đôi này nó sẽ có hai cái chất nó cũng khác nhau một chút, để anh em cùng phân biệt, cũng như là lựa chọn theo cái sở thích và đặc biệt là theo cái tầm tiền của mình anh em nhé. Rồi thì anh em có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem từng món một ha. Thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em cùng xem. Đầu tiên là cái cặp AR2X bánh tiêu của anh em, ngoại hình của nó rất đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì dòng AR này là thiết kế thùng gỗ làng anh em nhé, thùng gỗ làng rất đẹp. Rồi thì AR2 là ba quay anh em ha, ba quay thì nó được thiết kế một bát 25, một chung và một chép đó. Thì tất cả mọi thứ đều rất là ok. Đó, Khôi quay cho anh em xem, còn dính bụi này nè, anh thấy dính bụi không nè, đó bên này cũng vậy. Thì AR thì hay dùng cái từ là xấu xấu bệnh bệnh ha, nhưng mà nghe thì khỏi phải nói rồi. Đó, rồi thì cái dòng AR2 bánh tiêu là dòng xuất nên bắt buộc phải thay gân mút nữa nè, mút ha, thay gân mút nha. Đó rồi sau nữa nha, về cái e căng thì cái cặp này nó còn e căng zin nữa nè, nhưng mà nó hai cái lưới nó khác nhau đây nè, hai lưới nó khác nhau nha, mình cũng quay rõ cho anh em là zin là nó này nó bị khác nhau này. Thì anh em xem kỹ giúp Khôi ha. Đó, tình trạng như vậy Khôi sẽ bán theo như vậy khi đúng với cái hàng về. Anh em lưu ý, ngoài hình thì đẹp, thùng đẹp, tem cờ đầy đủ anh em, nhưng mà cái tình trạng nó là như vậy, anh em cùng xem kỹ ha. Thì chỗ nào mà không rõ thì cứ hỏi Khôi để mình rõ hơn về món hàng nha. Rồi thì Khôi sẽ nhân gọn lẹ, Khôi cũng báo giá luôn nha. Thì quên phần cuối đi, sau khi nói xong thì Khôi sẽ báo giá đi cho nó dễ. Rồi cặp thứ hai là cặp AR2 bánh bò. Bánh bò chấp phíp đây nè, nó sự khác biệt là ở đây là bánh bò này, bánh bò ha, bánh bò này, bánh bò là nó là dùng ở phía trong này nó có cái lớp bánh bò, ngoài này là sử dụng bánh vải. Và thứ hai nữa là chấp phíp nha, trung thì giống nhau anh em nha, cái loa trung này, loa trung của AR2 bánh bò và bánh tiêu giống nhau này, nhưng mà khác cái chép này, chép mình chấp phíp anh em ha, lưu ý này, chấp phíp này đó, ok chưa. Một bên là chấp phíp, còn bên là chấp rồi nha, ví dụ vậy mình gọi cho nó dễ hiểu. Đó. Còn về ba quay giống nhau, thiết kế giống nhau, vân vân. Đó. Thì có một điều khác biệt nữa thì tí Khôi sẽ nói sau. Dù như cái này là mặt cây này nè, mặt cây này. Mặt cây là sau có cái đít cây nữa, có nghĩa là gỗ, gỗ cây á, còn bên đây là gỗ thịt nha. Bên đây là gỗ thịt, bên đây là gỗ cây. Rồi, đó là mình phân biệt cho anh em. Thùng thì mộc mạc, vuông vức ha. Hai cặp này không bể nở nè, cặp bên kia thì rất đẹp hơn. Đó. Rồi. Thì cái cặp loa này anh em, thì clip trước Khôi cũng đã giới thiệu rồi, đây là cái cặp loa series liền kề, cách nhau có vài số thôi, cách nhau có 4-5 số thôi, nên hai cặp loa nó giống nhau này anh em, thấy nhìn tương quan nó rất giống nhau luôn. Đây cái gỗ này nè, đó anh em thấy không, cái phần này giống nhau này, mình gọi là series gần nhau đó. Thì cái cặp này khi ship về á là bị gãy, hai đứa con nó làm gãy cái căng rồi, nên Khôi đã làm lại luôn hai cặp anh em. Một cặp là căng cước này, anh thấy không? Một cặp là căng cước, cái cước này là ship từ bay về nè, về đây mình làm lại. Và một cặp là lưới bố nha, lưới bố. Thì anh em mua, khi anh em mua hai cặp này á, anh em có thể lựa chọn cái căng này và Khôi sẽ gửi kèm tặng luôn, tại vì Khôi không để làm gì hết nha. Đó, ví dụ như anh em không thích cái này, anh em có thể lấy qua cái này hoặc là lấy qua cái này nha. Đó, anh em tùy chọn, cho anh em tùy chọn luôn. Anh em nào chọn trước thì mình cứ lấy trước nha. Đó, nên khi mà anh em mua thì nó sẽ tùy vào cái mức giá nha.
Thì cái cặp AR2 này thì chắc chắn cái giá nhập về ai cũng biết rồi, nó đã trên 10 triệu rồi. Nhưng mà mình nhập đồ bãi về anh em thì mình không thể lường trước được là cái tình trạng, tại vì nhiều cặp về là mình mới tháo lưới ra. Về về ở đây mình mới tháo lưới ra, mình mới biết nó như vậy. À, thì hôm nay Khôi sẽ bán rẻ cho anh em nào chơi với cái tình trạng như thế này. À, anh em nhé. Thì cũng sẽ bán hơn 10 triệu tí xíu nha, kiếm ly cà phê thôi. À, anh em mà quan tâm thì sẽ liên hệ với Khôi. À, mức giá thì rất rẻ, và thứ hai nữa là hàng thì bao zin bao chuẩn nha. À, rồi cặp bên này thì clip trước Khôi cũng đã quay cho anh em xem cái ruột gan rồi. À, tí nữa Khôi sẽ quay lại thêm lần nữa. Mình đã lên cọc loa, lên tụ, lên dây, rồi lên làm cái căng. Tổng chi phí có nghĩa là mình chơi cho cái cặp loa này nó là hơn 4 triệu, gần 5 triệu rồi. Nhưng mà mình sẽ bán với cái mức giá bằng với cái cặp giá bình thường thôi. À, bình thường thôi nè. Thì nó cũng trên 15 triệu, anh em cứ tham khảo. Còn thực tế thì anh em alo thì mình sẽ trao đổi, mình chốt giá. Ví dụ như anh em lấy một cặp lưới này thì hoặc là hai cặp lưới thì anh em cứ alo nha, để mình rõ hơn. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ quay cái mặt đít cho anh em xem ở đây luôn, để anh em yên tâm ha, là nó đúng với cái tình trạng, cái thực tế mà khi mà anh em mua về đó. Là cực kỳ đẹp anh em ha. Đó, cái cặp bên này phải nói là rất đẹp, loa là không thể chê, ngoại hình của nó là quá đẹp cái này. Đó, bây giờ mình quay luôn cặp bên này nữa là mình có cả hai cặp. Rồi cứ đưa máy gần hơn này. Đó, loa rất đẹp anh em. Đẹp đẹp cực kỳ đẹp luôn, vuông vức ha. Rồi. Cặp thứ hai nè. Đó, cũng vuông vức, cả cặp bên này tem cờ đầy đủ anh em, series này anh em. Series là 61 và bên này 69, nó cũng cách nhau có mấy số thôi. Đó. Thì như cô đã nói này, đây mình lên cọc loa này anh em, mình sẽ xài được bắp chuối hoặc là mình sẽ xài được mỏ chim, nhấn vào thì mình xài mỏ chim, có để vậy là mình cắm bắp chuối nha. Cọc sình anh em nha. Đó. Thì phần nữa là cô sẽ quay cho anh em xem cái phần ruột gan, cái phần mà đồ á, đồ dân chơi, thợ đồ, cái cặp AR nó sẽ như thế nào, và phần cuối là phần cô sẽ test chất âm. Thì anh em cùng với Khôi nha, mình sẽ nghe thử chất âm vào cuối clip. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em lựa chọn được một cặp loa thật là ưng ý. Khôi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Khôi đã tháo nó ra anh em ha. Thì dòng AR2 thì đúng rồi, bánh bò thì cái đấy là cái cụ loa của nó anh em ha. Những anh em nào mà chưa bao giờ biết á, đây mình cùng xem ha. Của Anico nóng bơ ha. Rồi thì đất sét của nó vẫn còn anh em nha, vẫn còn mềm lắm, sờ vẫn còn dẻo tay, thì để khi mà mình dán vào thì nó vẫn đảm bảo được cái độ dính. Thì anh em lưu ý là khi mình tháo nó hướng nào thì mình bỏ vào hướng đó ha, để cho nó đúng với cái khớp của nó nha, tại vì nó còn sót lại một số ở trên cái này đó, anh em nhìn này ha. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ đây mình xem ở trong này anh em. Đó, anh em thấy này là tụ này, đây anh em, tụ nâng cấp này nè nha. Thì cái yêu cầu á, mình lựa chọn những cái tụ dầu, cái này là tụ dầu anh em, đây là tụ dầu này, mình chọn làm sao cho nó hợp trùng với cái thông số của hãng anh em nhé, hoặc là tương đương đó, thì để cho nó ra được cái chất của cái thứ mà mình cần nha. Thì đây Khôi quay cho anh em xem như vậy, anh em thấy tận mắt ha. Ok, thay tụ dầu, còn lại với là cái cọc loa này, còn mọi thứ thì của nó nha. Dây thì dây Yamari luôn anh em. Rồi Khôi nói lại cái chỗ này anh em, đây mới vừa nghe điện thoại xong, dây xịn sò Yamari luôn anh em ha. Sống nhiều phần này.
hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây. Không trách là tại anh mong ước mơ xa vời nên tình mình này tình nồng.